Thưa quý vị, đây là những hình ảnh được ghi nhận vào chiều ngày 2 tháng 9 năm 2023 tại Bào Ông Đá thuộc ấp Bào Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Sau gần một tháng, tình trạng lấn chiếm đất công để buôn bán xả rác bừa bãi tại khu vực Miếu Ông Đá cơ bản đã được Ủy ban Nhân dân xã giải quyết nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại đây. Như trước đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phản ánh tình trạng nhiều YouTuber, TikToker đã chia sẻ, đăng tải thông tin trúng số khi đi thắp hương ở Bào Ông Đá, khiến nhiều người dân trong và ngoài tỉnh kéo đến khu vực này ngày càng đông để cầu nguyện, tìm kiếm vận may. Thấy khách trong và ngoài tỉnh kéo đến khu vực này đông, nên một số hộ dân mở các sạp hàng tổ chức mua bán nước uống, bông, nhang đèn, bông hoa trong khuôn viên khu vực Bào Ông Đá để phục vụ. Tuy nhiên vì mọc lên một cách tự phát nên kéo theo tình trạng kẹt xe, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán đậu xe, vứt rác bừa bãi, từ đó phát sinh nhiều vấn đề về mất an ninh trật tự, môi trường. Trước thông tin phản ánh của TTV11, Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thuận chấn chỉnh, lập lại an ninh trật tự. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thuận đã tiến hành lập hai tổ bao gồm tổ kiểm kê di sản, di vật, các loại cây lớn tuổi ở Bào Ông Đá, tổ tuyên truyền đảm bảo trật tự an ninh môi trường. Thông qua hai tổ này sẽ tuyên truyền giữ đảm bảo an ninh trật tự tại Bào Ông Đá. Ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 29 tháng 9 năm 2023, tình trạng lấn chiếm để buôn bán giữ xe cơ bản đã được giải quyết. Các xe rác cũng đã được đặt trước đường vào miếu. Nhiều vị trí đã được Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thuận đặt bảng cấm đổ rác, cấm bán hàng rong để nhắc nhở du khách khi đến đây. Tình trạng xe nhiều thì phải thành lập ra hai điểm giữ xe tạm thời để giải quyết là chỗ nơi xe đậu để không có ảnh hưởng là đi vào trong khu vực Bào Ông Đá và đậu trên đường mất trật tự giao thông. Cái hai nữa là cái hàng buôn bán hàng rong trên đất công tụi tôi là rời ra ngoài hết, thì tụi tôi đã họp các hộ dân mà xung quanh ở khu vực Bào Ông Đá cho cam kết bán hàng phải không được lấn chiếm lòng lề đường. Thứ hai là không xả rác môi trường. Người dân đến Bào Ông Đá không còn nhiều như trước đây 2 tháng, nhưng vẫn khá đông người tới dâng hoa quả, bánh trái, thắp hương, quỳ lại. Ngoài thờ Ông Đá, trong khu vực Bào Ông Đá còn có gần chục ngôi miếu khác, thờ Sơn Thần Thổ Địa, miếu Thần Tài, miếu thờ Bà Chúa Xứ, Linh Sơn Thánh Mẫu, Bà Thiên Hậu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Binh Gia, Chiến Sĩ Trận Chông, luồn khói nhang nghi ngút và đông đảo người dân lui tới. Bên trong khu vực Bào Ông Đá có rất đông người hành nghề bán vé số dạo. Tuy nhiên, sau khi được địa phương nhắc nhở, những người này cũng đã chủ động quét dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ ngồi bán. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thuận đã đặt bảng cấm vứt rác, nhưng ở một số khu vực sát mép nước Bào Ông Đá vẫn xuất hiện khá nhiều rác như ly bọc ni lông, trái dừa được người dân vô tư vứt xuống. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thuận, trong thời gian tới sẽ đề xuất đánh giá lại toàn bộ thực trạng quản lý đất công, thiết chế văn hóa. Bởi theo như quyết định 2025 ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bào Ông Đá chỉ là địa điểm cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh, chứ không phải là di tích. Thì trong cái 5 năm, từ năm 20 đến 25, thì nếu mà cái này không có gì thay đổi, có gì mới nữa, thì sẽ đưa vô là thành di tích. Nhưng mà hồ sơ thì chưa có làm. Thì sắp tới đây thì nếu đảm bảo cho để có cái được cái di tích của địa phương thì chỗ ủy ban xã thì cũng chuẩn bị là mời phòng dụ, phòng văn hóa để họp trước với nhau để mà thống nhất đưa ra phương pháp để làm sao mà đề nghị tỉnh, phòng sở văn hóa rồi ủy ban tỉnh là sẽ cử cán bộ xuống khảo sát và sẽ có nâng cấp cái miếu đá thành di tích của tỉnh. Trong khi chờ các thủ tục đề xuất rà soát lại đối với Bào Ông Đá, thiết nghĩ địa phương cần tiếp tục duy trì kiểm soát an ninh trật tự môi trường tại khu vực này để tránh tình trạng diễn ra trong thời gian vừa qua.